Em chào anh, em với chồng yêu nhau từ thời sinh viên ra trường, lấy nhau được gần 10 năm. Chồng em hiền lành, lo cho vợ con, làm hướng dẫn viên du lịch nên thường xuyên vắng nhà nhưng là người đứng đắn. Cũng chưa xảy ra vấn đề gì. Cuối năm ngoái anh có gặp trục trặc trong công việc, thường xuyên đi uống rượu với bạn bè. Nên em có cằn nhằn, sinh ra vợ chồng cãi nhau, em có đòi ly hôn. Lúc đầu anh ấy im lặng, sau đó cũng đồng ý. Anh ấy tránh không về nhà và báo với em là sẽ đi nước ngoài định cư. Báo đi sẽ đi nước ngoài định cư, bảo em coi như gặp phải người không tốt, không nên chờ anh ấy nữa. Dán ngoài này đi mất rồi. Không chờ anh ấy nữa, anh ấy sẽ cố gắng đi làm kiếm tiền nuôi con. Em đã sai ở đâu? Trời ơi, hỏi anh câu tới tội nghiệp. Thật sự em cũng không hiểu được tại sao anh ấy lại như vậy. Bây giờ em nên làm như thế nào ạ? Hoàn cảnh chồng em thì bố đã bỏ đi nước ngoài từ lúc chồng em chưa sinh ra, một mình mẹ chồng nuôi con, một mình mẹ chồng em nuôi dạy chồng em. Hiện nay mẹ chồng em cũng ở cùng với chị chồng em. Chị chồng em là mẹ đơn thân. Em ơi, em câu hỏi của em nó nằm chỗ này nè. Bây giờ em phải làm như thế nào ạ? Em ơi, cái hôn nhân của em nhé, anh đọc lại em những cái đoạn mà em không để ý nè. Em với chồng nhau, em yêu nhau thời sinh viên, ra trường lấy nhau được gần 10 năm. Cái câu đó nó chỉ nói có một cái đoạn rất là ngắn thôi. Yêu nhau thời sinh viên, và anh có nói với các bạn cái này, và anh nói nghiêm túc nha. Anh nói cái này là một cái dấu hiệu triệu chứng thôi, không phải là nguyên nhân. Các bạn mà quen biết nhau cái thời càng quay về cái thời mà sinh viên rồi xuống dưới thời sinh viên nữa, thì cái thời gian nó càng đi ngược về thời trẻ nha, càng đi chứ không phải tất cả nha, là cái khả năng cái người đàn ông á và người phụ nữ, nhưng người đàn ông khả năng nó cao hơn, là tại vì cái tuổi đó là cái tuổi mà người đàn ông chưa có ra được cái cảm giác yêu theo cái kiểu bền bỉ. Tại vì diễn biến sinh học của một người đàn ông trưởng thành tới tuổi 26, 27, 28 nó mới thực sự nó hoàn tất. Lúc để nó dẫn tới cái gọi là ổn định ở cái mặt mà yêu á, và ở cái tuổi đó thường người ta chưa có trang bị cho người ta cái sự nghiệp. Cho nên là ở cái tuổi đó thường là những cái quan hệ tình dục sớm thường xảy ra rất nhanh, cái lộ trình hẹn hò đi sai, và thường á là cái quá trình hẹn hò chờ đợi nhau nó dài. Bây giờ nó sai và nó dài rồi, sau đó trách nhiệm đến với hôn nhân, thì thường là cái nền tảng hôn nhân, cái cảm giác yêu á, cảm giác yêu cho nhau không cao của những cái cặp như vậy ở cái thời điểm hôn nhân á. Và chính vì vậy nó cái đoạn sau lại không xây dựng hôn nhân nữa. Thì anh đoán là hôn nhân rồi, tụi em trẻ rồi, ngày hôm nay hỏi câu đó thì có nghĩa gì, là coi như chưa có kiến thức về hôn nhân thôi chứ có gì đâu. Thì tới ngày nay nó hư là cái điều anh nói hơi buồn nhưng mà nó đúng là hợp lý. Anh dùng cái ví dụ rất là nhiều lần, nó giống như em trồng một cái cây kiểng, hay là em để ở trong nhà em không tưới nước, em không cho nó nắng, em để đó 3 năm, 5 năm sau nó, ủa sao cái cây này nó chết. Anh hỏi em có tưới nước nó bao giờ không, em nói ủa phải tưới nước hả, anh nói em có mang nó ra nắng lâu lâu cho nó chút nắng không, ủa cây cũng cần nắng hả. Và anh hỏi em lâu lâu có chăm sóc sâu rầy, có bắt sâu cho nó không, mà có quan sát lá nó héo nó rụng em có để ý không, ủa cũng phải cần hả. Rồi lâu lâu có con mèo con chó gì đó nhảy lên nó quào 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 quào, em có bảo vệ cây không, ủa phải bảo vệ hả. Thì bây giờ em hỏi anh là bây giờ ủa tại sao nó vậy, và em phải làm gì á. Ngày hôm nay nó đi tới cái mức cái cây nó chết rồi, theo em tả thì cái đó là nó chết rồi. Ở anh ta không phải là vô tình mà anh ta đồng ý đâu, mà là cả một cái quá trình cảm xúc của anh ta nó tuột liên tục mà em không nhận ra. Và em nghĩ rằng nó ok theo cái cách tả của em là chồng em là người đứng đắn, chưa từng xảy ra vấn đề gì đó. Rồi em nghĩ nguyên nhân là chỗ trục trặc trong công việc, tức là em hoàn toàn không nhìn nhận ra được cái tình cảm, cái phần tình cảm trong cuộc sống hôn nhân, em không nhận ra được cái đó. Mà em khi chuyện hư em lại tìm ra một cái, cố gắng nghĩ một cái nguyên nhân, chắc là chuyện công việc. Em ơi, cái tình cảm hai vợ chồng á, nó không phải, không thể đến từ duy nhất từ công việc. Công việc có thể ảnh hưởng chút nhưng nó không nhiều. Do đó là ở đây á, là nguyên một cái khối sai từ trước tới bây giờ, sai hoàn toàn, sai đều, sai ổn định tới giờ mà em không có nhận ra. Còn thiếu thì chắc là đúng hơn là sai. Cho nên tới ngày hôm nay cái tình cảm không còn, bởi vì em đề nghị ly hôn, ta nói ok là vì tình cảm tụt hết rồi. Mặc dù anh ta là người tốt đó, nhưng mà tốt không ăn thua gì. Bởi các bạn nói là em muốn có người đàn ông tốt, em ơi tốt mà không yêu cũng vậy. Nhưng mà cái này lỗi hai vợ chồng, không xây dựng hôn nhân. Ngày hôm nay cái tình cảm nó đã tuột rồi, thế thì anh ta còn làm gì được khi nó đã tuột chứ. Anh ta phải ra đi, và anh ta ra đi là hợp lý không? Yes, anh ta ra đi là hợp lý. Tại sao? Tại vì cảm giác anh ta không có. Và nếu anh ta ở thì em sẽ thấy bắt đầu anh ta sẽ có những cái ngoại tình này nọ, và em sẽ thấy phiền phức và em sẽ tức giận. Thế đó là ở đây cái nguyên nhân. Nếu em hỏi là chuyện xảy ra như thế nào, tại sao,
Nó là như vậy. Và nó vẫn đến từ cái the mother of all the reasons, cái nguyên nhân cơ bản nhất. Là tại vì em đi vào cuộc sống tình cảm, cuộc sống hôn nhân mà em không kiến thức của hôn nhân, cho nên em đặt mìn thôi, giống gì cho rồi cái chuyện đó là cái chuyện gần như là chắc chắn xảy ra. Do đó là đó là cái nguyên nhân. Thế thì bây giờ em phải làm gì? Em phải kết nối với chồng và để làm điều này nè, để cùng chồng xây dựng lại hôn nhân. Và bây giờ nếu em hỏi anh đó, là bây giờ phải làm sao để làm được điều đó, anh không chỉ nổi qua cái này mà anh cũng đã chỉ nhiều. Và mỗi lần anh chỉ như vậy là một số bạn sẽ làm sai. Là tại vì đây là một cái phần bạn cần phải được học chi tiết. Anh chỉ qua 5 phút là nhiều, trên một cái livestream là nhiều. Nói một cái phần nhỏ đó thôi mà nói 5 phút là nhiều. Và các bạn về các bạn sẽ làm sai. Và đã có một số bạn làm sai, cho nên sau này được tư vấn lại thì mới thấy rõ là các bạn không làm chính xác được. Là tại vì cái nền tảng của các bạn không có, cái nền tảng kiến thức hôn nhân không có. Do đó nghe được một chút về đó, các bạn ngộ được cái hướng. Nhưng mà các bạn áp dụng sai là vì lúc đó các bạn bị cái cảm xúc chi phối. Các bạn không hiểu được cái gốc của cái mình muốn làm đây là gì. Cái mục tiêu của những cái động tác là để đạt được cái gì. Các bạn không nắm được, các bạn chỉ cảm giác được cái hướng. Các bạn thấy là cái hướng này là đúng, và đúng. Nhưng mà các bạn lại không có thực hiện được cái điều đó. Để làm sai và làm lận, làm thành lận què. Tức là nó hư, nó càng hư hơn. Cho nên chính vì vậy anh không hướng dẫn cái này qua livestream nữa. Mà anh chỉ có thể nói với em là nếu như em biết được cái cách làm sao để chồng mình cùng đồng ý chỉnh sửa hôn nhân với mình, thì nó nằm ở trong cái lớp hôn nhân hạnh phúc và true love, ở cái phần chỉnh sửa hôn nhân. Nó có hướng dẫn chi tiết trong đó. Và nếu làm không đúng là em có thể làm hư hơn. Thì khi mà em học cái đó thì em mới bắt đầu biết cái cách làm sao để chồng mình và mình cùng chỉnh sửa hôn nhân thôi. Lớp này quan trọng lắm. Em hiểu được cái nền tảng, em biết được là à cái lý luận đó là vậy và đó là cái phương pháp tốt nhất mà em thực hiện cái đó. Thì lúc đó em có thể thực hiện được cái điều đó. Và khi ông chồng em mà cùng đồng ý sửa lại hôn nhân thì lúc đó quả mày mới xảy được. Nhưng mà chuyện của em á, có thể nói là lành ít dữ nhiều. Tại vì sao? Tại vì ngoài cái việc anh ta đồng ý ly hôn, anh ta còn muốn đi định cư nước ngoài. Anh ta muốn thay đổi cuộc sống. Anh ta muốn xa em. Đó có nghĩa là cái tình cảm nó nguội. Với là người đàn ông tốt nè, nếu mà nói là tốt. Ok. Ok, đó là cái câu trả lời của anh cho em. Bây giờ em phải làm sao? Em phải xây dựng lại. Em phải cho mình kiến thức, bắt đầu từ mình. Thay đổi mình trước. Ok, tiếp tục nè. Anh Tuấn ơi, em bị suy sụp mấy tháng do nhớ con sau ly hôn vì gia đình chồng cũ em không hợp tác trong việc chăm sóc cháu. Em sợ cứ này em phát điên mất anh ạ. Anh ta ích kỷ còn dọa đánh em khi em muốn chăm sóc con. Bởi vì anh mới nói các bạn á, ở đây là tới cái phần hậu quả rồi. Ở đây là tới cái lớp gọi là hậu quả rồi. Nó không phải là cái phần còn điều chỉnh được nhiều nữa. Ở đây là nó gần như là nó không còn nhiều nữa. Ngoài sự kiên nhẫn mà em phải biết buông xả cho mình đó. Em thấy không, một cái hôn nhân, bởi anh mới nói các bạn đừng đợi tới cái lúc mà bị giống như vậy mà lúc đó bắt đầu mới đi hỏi rồi đặt câu hỏi. Là em vô một cái hố sâu lắm, lúc này em muốn chui ra nó lâu ơi là lâu. Bởi vậy mới nói phòng bệnh hơn chữa bệnh là rất đúng luôn. Ở đây em đã đi qua rất nhiều thứ sai để tới cái chỗ này. Cái chặng thứ nhất nè là cái chặng tìm hiểu hẹn hò trước hôn nhân. Không biết cái chặng nó làm như thế nào mà nó ảnh hưởng tới cái hôn nhân sau này để mà ly hôn. Nếu mà cái chặng đầu mà em làm đúng thì khả năng ly hôn rất là thấp. Okay? Tức là hai người đến với nhau có cái nền tảng hôn nhân tốt thì cái khả năng ly hôn nó sẽ thấp hơn nhiều. Rồi thứ hai là sau khi tới hôn nhân mà nếu như mình có kiến thức mình xây dựng cái hôn nhân thì đã không đi tới ly dị rồi. Tại vì hai người có kiến thức xây dựng cái hôn nhân thì cái hôn nhân nó sẽ tốt. Và lúc đó chuyện ly dị nó không xảy ra. Đó là hai này. Thứ ba là khi chuyện nó xấu thì mình vẫn nên đi học kiến thức. Tại vì cái lúc đó, đó là kiến thức chỉnh sửa cái hôn nhân. Mà chỉnh sửa hôn nhân nó quan trọng lắm. Bởi anh nói các bạn, nó quan trọng vô cùng luôn. Là vì nếu mà mình chỉnh sửa không được thì thứ nhất là mình đỡ đau đớn, đỡ hối tiếc. Thứ hai nè là cái quá trình ly hôn nó đỡ tổn thương. Và ở đây em bị tới cái mức mà ly hôn rồi chồng cản là không cho chăm sóc con, dọa đánh. Tức là có nghĩa em từ đầu chặng đầu tới những cái chặng sau không có chặng nào làm gọi là được hết, cho nên là ngày hôm nay nó lọt một cái trạng thái mà bây giờ giữa hai người nó căng thẳng, căng như dây đàn. Ngày xưa đến với nhau muốn sống với nhau mà bây giờ là hai kẻ như hai kẻ thù với nhau. Thế thì là bởi vì cho nên cái đó tại ai? Tại mình thôi, tại cả hai đó. Nhưng mà phần của em vẫn bị cái của em đây, đừng nói là tại anh ta. Nên nhớ là những cái gì xảy ra với mình nó đều nên xảy ra. Những cái gì mà mình gặt ngày hôm nay là do mình gieo ngày trước. Mình đang có cái mình xứng đáng, nó là quy luật.
Thì đó, anh nói cái này là anh chỉ nói phần của em thôi, anh không có nói anh ta, và anh cũng chẳng có phải nói anh ta là người xấu hay người tốt đâu. Nhưng mà nên nhớ là mình bị cái gì, mình được cái gì là do chính mình đó, cái phần của mình đó, chứ không phải là do à anh ta dạy anh ta kia. Cho nên là mình phải thay đổi là vậy, và đó là cái điều tốt đẹp, là mình có thể thay đổi để mọi việc có thể tốt đẹp. Nghe chuyện của em thấy buồn cái tiếp. Okay. Anh hiểu cái điều đó, anh rất hiểu cái nỗi khổ của em. Anh nói thật, anh nói thật á, anh rất, anh có lý do tại sao nói điều đó. Anh rất hiểu cái nỗi khổ của em. Nhưng mà bây giờ tới đây, ngoài cái sự kiên nhẫn, ngoài sự kham nhẫn, tức là chịu đựng một cách kiên nhẫn, một cách tích cực, nhưng mà nó bao gồm một cái gì đó bình an, sự kham nhẫn. Ngoài ra em không có gì nhiều hết. Và em nên học làm sao, học cái kiến thức về làm sao để làm cho tâm hồn mình nó được thanh thản á, thì lúc đó em sẽ được hạnh phúc. Và dần dần mọi việc nó sẽ tốt lên. Bây giờ là không có phương pháp chỉnh sửa mối quan hệ nữa, mà em phải thay đổi mình và chờ đợi kiên nhẫn, thì lúc đó nó, mối quan hệ tự nó tốt. Bây giờ em càng căng, em càng thể hiện điều này điều kia, nó càng khó khăn. Nếu bạn coi cái video này tới đây mà thấy có giá trị á, thì bạn nhớ bấm vào cái nút màu đỏ là nút đăng ký kênh. Còn ở tiếng Anh đó là chữ subscribe, sau đó nó hiện ra cái chuông, bấm vô cái chuông luôn. Mỗi lần có video mới, bạn sẽ được báo. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nữa. Bye bye.